Theo ông Maxim Kobelev, chủ quán hiện có 9 bà mẹ đang nuôi con nhỏ, chuyên cung cấp nguồn sữa của họ cho quán. Trung bình, mỗi ngày quán nhận được khoảng 5 lít sữa mẹ để pha chế món cà phê đặc biệt phục vụ khách. Giá bán khoảng 8 đô la Mỹ trên một cốc, tương đương 190.000 đồng, cao gấp 4 lần so với cà phê sữa thông thường, khoảng 2 đô la Mỹ trên một cốc, tương đương với 46.000 đồng. Với mỗi túi sữa dung tích 200ml, chủ quán sẽ trả chi phí thù lao cho các bà mẹ là 12 đô la Mỹ, tương đương 280.000 đồng. Chủ quán Maxim cũng khẳng định, những nhà cung cấp đều có giấy tờ y tế đảm bảo sữa của họ an toàn để sử dụng. Hiện mới ra mắt nên mỗi ngày quán chỉ bán ra khoảng 50 cốc cà phê cappuccino dùng sữa mẹ thay thế sữa thông thường. Chủ quán Maxim cho biết, hiện anh đang lên kế hoạch mở rộng thêm các cơ sở mới và tìm kiếm các bà mẹ đang cho con bú để tăng cường nguồn sữa mẹ dự trữ. Đến cuối năm nay, chuỗi cà phê dự kiến sẽ bán khoảng 1.000 cốc loại đặc biệt này mỗi ngày.